bạn sẽ bảy cháu nhỏ thì mình sẽ dựa vào cái kết quả đo tiếng động để chỉnh cái âm thanh cho cháu, còn nếu như cháu lớn hơn thì sử dụng của động tác để điều chỉnh. Thì hiện tại thì đang là đo tiếng động. Sau bước này thì em sẽ sử dụng cái biện pháp là thử âm thanh bằng cái động tác của mình. Không, tức là hiện tại tất cả đều tốt nên là nó có hết cả cái này để mình thông báo. Đây là cái những cái này là những máy đã tự đo rồi, thông báo kia chắc chắn là con nghe được. Tức là con đã được thần kinh. Đã được thần kinh tốt. Thì quan trọng là nghe này nghe được, mà quan trọng là nghe ở ngưỡng nào thôi. Đấy thì mình sẽ tìm về đây. Cái ngưỡng đấy để bọn em giải trí. Dựa vào đấy để chỉnh lại. Kết hợp với đây sẽ là tác của cháu. Có cháu hợp tác thì tốt, mà nó không hợp tác thì chỉnh lại thì dựa vào đấy để chỉnh. Thế nào nó như kiểu đo chỉnh chuyên của trợ thính à? Nó không giống đo phi phi này, nó giống như đo ngủ của trẻ. Mai chi đúng không? Chị Mai ơi, có nghe chú nói không? Bây giờ chú sẽ phát cái tiếng kêu bíp bíp vào tai con nhá. Bây giờ nếu con nghe thấy thì con bấm vào đây chú, được không? Từ từ đã. Con nghe hiểu chưa? Tức là cứ nghe tiếng bíp bíp thì con bấm vào đây, giống như là con hay chơi ấy. Cứ nghe bíp bíp thì bấm vào, được chưa? Nghe to con cũng bấm, nghe nhỏ con cũng bấm, được không? Cứ mỗi lần nghe thì bấm một cái nhé. Nào, thử xem. Tốt rồi, đấy. Và được âm thanh tốt rồi đấy. Giọng hoạt hình á. mới nghe nó chưa quen. Thế dần dần thì nghe nó mới rõ được. Bây giờ chỉ nghe thấy đã. Xong rồi dần dần nó quen đi. Mà
Nghe thấy nhiều người nói. Nhiều người nói. Nhưng có rõ không? Có rõ chưa? 1 2 3 Nói cái khác đi. Tức là nó điều chỉnh cái cơ thể con người với cả máy nó xong kết hợp quân nhân vật hoạt hình. Nhưng mà lúc em nói ấy, thì nó to ác thật. Em nghe có bị khó chịu không? Hơi to à? Mẹ em nói to quá. Đúng, đúng. Nó to thật. Công nhận nói to thật. Nó to thật chứ không phải đâu, thường nó biết là tưởng mình không nghe được. Giọng nó tí là nghe sợ không bị ồn. Mà lẻ thôi. Biết sao mình mà bé nói to. Đấy, nói hạ một tí, lấy cái tầm đấy. Tầm này. Ừ, tầm đấy, mọi người nói chuyện tầm này. Alo to. Sao cả? Tức là nó lẫn lộn, nó hỗn độn. Thế bây giờ về nhà để nói với bạn ấy nhiều. Như là mẹ này, người nhà này. Nói chậm, để tối đó được. Như bố, mẹ, ông bà như trẻ con ấy. Nghe lại như trẻ con ấy. Dần dần để sẽ quen. Như kiểu chị thỏa ngọc. Rồi thì bây giờ thế thôi, để lưu lại đã nhá. Bây giờ tắt đi. Chị thỏa ngọc. Bây giờ nói nghe được nữa. Một tuần.